đó. Cậu có biết cậu đang làm gì không vậy? Không có gì cản được mình. Vào hết đi. Khoan, hình như anh từng định ăn tôi. Nghe đăng thử coi. Làm như anh thường làm á. Chính là anh, tôi biết mà. Anh khỏe không? Rất vui được gặp anh. Xin chào. Chạy. Ê, ông này hình như hàng xóm mới nè. Gã này nghĩ mình là ai chứ? Địa bàn của mình mà. Dựa trên một câu chuyện kinh điển. Xin chào, tôi là Bi. Thomas McRae. Mấy cái cổng này kiên cố thiệt đó. Tôi cần giữ các động vật hoang ở ngoài kia. Đúng lời của chú. Của tác giả nổi tiếng Beatrice Potter. Ở London, chúng tôi thường kiếm loài gặm nhấm và tìm cách tiêu. Nếu ta đụng vào nó thì sao? Tôi thử đi rồi sẽ biết liền mà. Không, bà chết đi quý cô. Đừng có nhìn. Năm nay đây là đất đai của ông cố ông sơ chúng ta. Đến lúc chúng ta giành lại khu vườn rồi. Ta sẽ cần tất cả mọi người. Đi thôi. Roxy, Mopsy, Bobby Bong, Benjamin. Nhanh nào. Bọn thỏ là những sinh vật hoàn hảo. Rồi anh sẽ yêu chúng tôi. À, lúc đó mắc cười lắm. Hắn vậy nè. Bọn mày không nhận được kết thúc có hậu đâu. Không liền, không ăn nhận. Đã đến lúc chúng ta phản công lại hắn. London. Anh có muốn ôm nó không? Hai người sẽ thân thiết với nhau lắm cho coi. Thỏ. Mọi người ơi. Và đó là điều phân biệt chúng ta với người Pháp. Thỏ Peter. Với sức của thỏ thì mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Nói nghe nè, cách đó không bao giờ thành công. Galaxy hân hạnh phát hành 16/2/2018, mùng 1 Tết.